mình. Tuy nhiên, để bảo vệ một cách tối ưu nhất thì ngoài việc sử dụng dung dịch vệ sinh ra, chúng ta cần phải thêm những sản phẩm bổ sung vào quy trình chăm sóc da nhạy cảm của mình. Vậy thì những sản phẩm đó là gì? Đó chính là khăn giấy và chai xịt thoáng mát hạn chế mùi Feminel được sản xuất tại Ba Lan với công thức chứa các loại vitamin, hoa sen và axit lactic khử mùi cực kỳ hiệu quả. Axit lactic là một cái thành phần rất là quan trọng, nó sẽ giúp giữ ẩm và thúc đẩy collagen được tái sinh. Chúng ta có thể mang đi làm, mang đi chơi hay là mang đi công tác đều rất là tiện lợi, phù hợp với mọi người phụ nữ và mọi độ tuổi khác nhau. Sau khi đi vệ sinh xong, hãy sử dụng khăn giấy này để lau, hạn chế sử dụng các loại khăn giấy ngoài thị trường hay là những loại khăn giấy trong phòng vệ sinh công cộng, bởi vì nó sẽ chứa cồn hay là bột giấy sẽ không an toàn đối với cái vùng da nhạy cảm của mình. Sau khi mà hoàn thành xong tất cả các bước thì mình hãy sử dụng bình xịt, xịt các vùng da 15cm hoặc là xịt trực tiếp vào đồ nội y trước khi mang đồ. Và cặp đôi này nó sẽ có một cái mùi thanh thanh, thơm thơm, mát mát từ mùi phấn, mang lại cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu và thư giãn. Mình nghĩ các bạn nên cho cái cặp đôi sản phẩm này vào làm sản phẩm chủ lực trong quyển catalog tháng 4, bởi vì nó thiết thực và bất cứ người phụ nữ nào cũng cần phải có bộ đôi này.